Được chưa? Rồi, ta làm câu 4 đi. Biết thường ấy. Giống như kia. Con đọc của đấy bị kia rồi. Đọc cả câu bỏ chữ vào tay ra. Pencil. Không, bắt đầu từ câu 4 được hơn. You pencils are here in my pencil case. Sai. Tôi chết không đủ rồi. Viết chậm lên như hình nước còn. Pencil gì đọc lại rồi. Đấy là cái gì? Không nhìn thấy. Không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy lần sau viết hẳn xuống dưới. Ha.